với bạc, với phôi cho cái lò nướng air fryer đó mà các bạn muốn sử dụng giấy nến, thì các bạn trước hết các bạn phải làm cho giấy nến ướt và các bạn đem vô nướng. Nhưng mà khi nướng các bạn không nướng nhiệt độ cao, các bạn chỉ nướng khoảng 170-180 độ C thôi nha, thì nó không bị cháy. Chứ nếu mà các bạn nướng nhiệt độ cao rồi cái này á nó khô quá, nó mau khô quá cái là nó sẽ cháy. Sau khi nướng 10 phút 170 độ C đó thì cái lá của nó sẽ như vậy. Nếu các bạn nướng cao nữa là nó khô cái là nó sẽ cháy ha. Cho nên là nướng vậy là được rồi. Đây là giấy nến của giấy nướng của Liên ha. Đó. Rồi, khi mà muốn muốn nướng thì các bạn phải làm nó ướt đi đó. Liên nướng đồ trong ăn chung với cá đó thì đây là cái hướng dẫn dành cho những người làm biếng nha. Thì bỏ cái cà chua, bỏ đồ vô rồi gói nó lại. Chứ các bạn để mà để không ra như vậy đó thì nó sẽ bị khô, nó sẽ bị khô và bị nó sẽ khô cái phần này nè, cái này nó sẽ bị khô. Sau khi gói xong thì các bạn để nó xuống úp lại đó, rồi bỏ vô lò nướng. Đây nè, nó bị khô thấy không, nhưng mà nó không có cháy. Mình lật lại cho mọi người coi nè. Đó, nướng 170 độ C 10 phút, mà trước khi nướng các bạn trộn dầu vô nha cho nó mềm đó. Đi không ăn, tại vì mình nướng bằng cái giấy này nó không ấy, nó nướng nó nóng, nó khô cái nước đi là nó sẽ khô cong queo đó ha. Để cho mọi người định hình, chứ bữa trước có người nói em nướng xong nó cháy, đừng có nướng lửa lớn. Nó mềm rồi đó.